Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Hoàng Duẩn. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất Hoàng Duẩn cập nhật gửi đến tất cả quý vị. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, nhà báo luật sư Han Ni cùng nhiều nghệ sĩ liên lạc để hỏi thủ tục tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Đó là lời của nhà báo luật sư Đặng Thị Han Ni, người nộp đơn đến cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng cách đây 10 ngày. Theo Han Ni, sau khi biết tin nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đài Nam Bình Dương đã có nhiều nghệ sĩ liên lạc với chị để hỏi thủ tục tố tụng bà Nguyễn Phương Hằng. Han Ni cho biết, chị đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về các hành vi vu khống, làm nhục người khác. Trong nội dung đơn, Han Ni cũng ghi rõ đề nghị các cơ quan chức năng xử lý hình sự Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm vì đã dùng nền tảng công nghệ số lan tỏa những điều sai trái bà Hằng nói về người khác. Han Ni cho rằng, không chỉ bà Nguyễn Phương Hằng phải chịu trách nhiệm về những hành vi của mình mà các trang mạng cá nhân hùa theo với bà Nguyễn Phương Hằng để bịa đặt thông tin, bình luận tục tiểu và chửi bới các nghệ sĩ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên quan. Sau khi Han Ni nộp đơn tố cáo, một số nghệ sĩ, trong đó có cả những nghệ sĩ dù không bị bà Hằng nêu tên trực tiếp nhưng họ cũng liên lạc với Han Ni để nhờ chị tư vấn về thủ tục tố cáo bà Hằng. Ngoài một số nghệ sĩ nhờ Han Ni tư vấn về thủ tục nộp đơn tố cáo, thì đến nay đã có danh hài Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, vợ chồng công Vinh Thủy Tiên cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng đến cơ quan công an. Phía công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với Thanh Niên thông tin một số nghệ sĩ nộp đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng, trong đó có Hoài Linh. Ngày 22 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tiếp nhận đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, không chỉ Đàm Vĩnh Hưng mà còn nhận đơn tố cáo của Hoài Linh, Vi Oanh và một số nghệ sĩ khác. Theo đó, các ca sĩ nghệ sĩ nộp đơn tố cáo vì cho rằng bà Hằng có hành vi vu khống, xúc phạm danh dự người khác trên trang mạng, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh các đơn tố cáo và sẽ thông tin sau. Hôm 21 tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng cũng có cho biết phía cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý và đang trong quá trình xác minh đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của anh. Ca sĩ nói thêm, anh đã yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra. Hưng đã xác định sẽ đi đến cùng bằng con đường pháp luật, nên dù có phải chờ đợi cơ quan điều tra xác minh và kết luận thì Hưng vẫn sẽ chờ, anh chia sẻ. Trong một buổi livestream vào tối ngày 17 tháng 9, phía Thủy Tiên Công Vinh cũng cho biết nộp đơn kiện người vu khống mình. Nam cầu thủ cho hay, trong suốt thời gian vừa qua, hai vợ chồng chịu nhiều tiếng rất lớn khi bị vu khống trên Facebook. Một số trang cá nhân vu khống, bôi nhọ danh dự, bịa đặt trên Internet làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, ảnh hưởng đến lợi ích cũng như tình hình kinh tế. Với quyền công dân của mình, vợ chồng chúng tôi sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật để bảo vệ. Những giấy tờ sao kê này sẽ là bằng chứng để chúng tôi gửi đơn cơ quan chức năng. Cơ quan cảnh sát điều tra, chúng tôi tin vào pháp luật, tin rằng không một ai đứng trên pháp luật được. Dù bất cứ là ai thì chúng tôi cũng sẽ có đơn kiện. Trao đổi với Thanh Niên, luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc livestream để nói về một cá nhân thì pháp luật không cấm. Tuy nhiên, luật nghiêm cấm livestream để vu khống xúc phạm danh dự, nhân phẩm và làm nhục một số người khác, cũng như có hành vi làm tiết lộ bí mật đời tư, nhân thân của người khác. Ngoài vấn đề được cả kiện yêu cầu bồi thường, về mặt dân sự thì nếu thấy có dấu hiệu hình sự, những người bị vu khống, bị làm nhục có thể tố cáo, tố giác ra cơ quan công an có thẩm quyền về hành vi lợi dụng mạng công nghệ, máy tính, viễn thông để làm nhục. Trong khi đó, luật sư Ngô Việt Bắc, trưởng văn phòng luật sư Sài Gòn Tây Nguyên, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, nói thêm về quyền con người được quy định tại khoản 1 điều 20 hiến pháp hiện hành. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời tư, cuộc sống riêng, bí mật cá nhân
và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình. Cùng theo luật sư Trần Minh Hùng, căn cứ điều 34 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và quy định tại điều 584. Từ điều 589 đến điều 592 Bộ luật Dân sự về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì cá nhân bị xâm phạm có quyền yêu cầu người vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, yêu cầu đình chỉ, xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại. Sau khi Đàm Vĩnh Hưng công bố việc nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc Công ty Đài Nam Phú Khổng xúc phạm danh dự, thì loạt nghệ sĩ khác là Thủy Tiên, Hoài Linh, Vy Oanh cùng xác nhận họ đã nộp đơn tố cáo lên cơ quan chức năng với lý do tương tự. Vào trưa hôm nay 22 tháng 9, nhiều nghệ sĩ Việt như Hoài Linh, Vy Oanh, Thủy Tiên, Công Vinh xác nhận đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng vì cho rằng bà có hành vi vu khống xúc phạm danh dự trên trang mạng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Theo đó, đại diện từ phía Thủy Tiên cho hay, Công Vinh, luật sư Phan Vũ Tuấn, trưởng văn phòng luật sư Phan Lam Việt Nam, cho biết hiện tại họ đã hoàn thiện 3 bộ hồ sơ tố cáo gửi đến cơ quan công an chức năng, trong đó có Bộ Công an. Đồng thời, phía Thủy Tiên đang ráo riết thực hiện công tác chuẩn bị khởi kiện bà Nguyễn Phương Hằng tại tòa án. Ngoài bà Nguyễn Phương Hằng, phía Thủy Tiên sẽ khởi kiện dân sự đối với một số cá nhân có hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin sai không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. Còn phía của nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, bà Phương Hằng từ tháng 5 năm 2021 liên tục lên trên mạng Facebook để livestream công kích nghệ sĩ Hoài Linh. Đến tháng 7 năm 2021, nam danh hài đã chính thức gửi đơn tố cáo bà Hằng lên công an. Trong đó, đơn gửi đến cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết những nội dung livestream của bà Hằng xoay quanh vụ việc nghệ sĩ Hoài Linh vừa thực hiện công tác từ thiện. Dù đã nhận quyên góp hơn 13 tỷ đồng và dù thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng bà Phương Hằng đã nhiều lần livestream tố cáo về lối sống, đời tư của nghệ sĩ Hoài Linh với lời lẽ nặng nề xúc phạm. Ngoài ra, phía nghệ sĩ Hoài Linh còn cho rằng bà Phương Hằng đã dừng chuyền vu khống Hoài Linh chỉ hàng trăm triệu trong tổng số tiền quyên góp từ thiện vào việc riêng. Còn riêng ca sĩ Vy Oanh làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh vì cho rằng bà xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và người thân. Hôm 21 tháng 9, Đàm Vĩnh Hưng cho biết phía công an thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý và đang trong quá trình xác minh đơn tố cáo doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của anh. Nam ca sĩ nói thêm, anh sẽ yêu cầu công ty kiểm toán vào cuộc để kiểm toán toàn bộ các khoản tiền thu chi liên quan đến việc từ thiện và cung cấp kết quả kiểm toán cho cơ quan điều tra để minh chứng mình minh bạch về việc từ thiện. Thời gian qua, có thể nói câu chuyện sao kê từ thiện, quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ Việt nhận được sự quan tâm lớn từ phía công chúng bởi xuất hiện rất nhiều tin đồn về sự thiếu minh bạch trong việc làm từ thiện của các nghệ sĩ. Cộng thêm đó, việc doanh nhân Nguyễn Phương Hằng liên tục livestream nằm mơ thấy các nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Điều này khiến cộng đồng mạng dậy sóng và nhiều mạnh thường quân đã đứng ra yêu cầu các nghệ sĩ phải minh bạch toàn bộ quá trình thu chi trong việc quyên góp làm từ thiện. Sự việc này khởi nguồn từ việc các nghệ sĩ như Hoài Linh chậm giải ngân số tiền hơn 15 tỷ đồng từ thiện nửa năm. Sau đó kéo theo một số cái tên hot như Trần Thành, Thủy Tiên và Đàm Vĩnh Hưng cùng bị khán giả yêu cầu sao kê minh bạch khoản tiền quyên góp được trong đợt lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020. Yêu cầu các nghệ sĩ phải minh bạch từ thiện, không quảng cáo bậy. Dự thảo bộ quy tắc ứng xử chung của nghệ sĩ mà Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chuẩn bị ban hành dành nhiều dung lượng cho quy tắc ứng xử của nghệ sĩ trên báo chí, mạng xã hội, yêu cầu minh bạch từ thiện, không quảng cáo sai sự thật. Bản dự thảo đang được xây dựng trong mấy tháng qua, đang được hoàn thiện sau khi lấy ý kiến của các đơn vị liên quan. Trước đó, liên quan tới ứng xử của các nghệ sĩ, Bộ Thông tin Truyền thông đã ban hành quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, trong đó có những quy tắc dành cho nghệ sĩ. Nhận được sự ủng hộ của phần lớn đông đảo dư luận,
Lần này, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đưa ra bộ quy tắc ứng xử dành riêng cho toàn bộ giới nghệ sĩ, hoạt động trong đơn vị, công lập và tự do, với mục đích nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, nâng cao ý thức và trách nhiệm, từng bước hình thành chuẩn mực đạo đức trong hành vi ứng xử của các nghệ sĩ. Không chỉ áp dụng cho quy tắc hành vi ứng xử của các nghệ sĩ trong hoạt động nghề nghiệp, bộ quy tắc còn áp dụng với cả những hành vi trên báo chí truyền thông, mạng xã hội. Theo đó, dự thảo đưa ra quy tắc ứng xử chi tiết của các nghệ sĩ trong hoạt động nghề nghiệp, trong ứng xử với đồng nghiệp, trong ứng xử với công chúng và trong ứng xử trên báo chí truyền thông, mạng xã hội. Với ứng xử trong hoạt động nghề nghiệp, dự thảo đưa ra quy tắc cho nghệ sĩ cần nỗ lực sáng tạo các sản phẩm có giá trị tư tưởng, thẩm mỹ, không ngừng học hỏi, trao đổi đạo đức, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn nghề nghiệp, có trách nhiệm bảo vệ những giá trị đạo đức cao đẹp, đấu tranh chống lại cái xấu, cái ác trong xã hội. Với đồng nghiệp, nghệ sĩ cần đoàn kết, tương thân tương ái trong các hoạt động nghệ thuật và cuộc sống, và không thực hiện các hành vi cổ suý, bày tỏ quan điểm, bình luận gây mâu thuẫn, công kích, bài xích, cạnh tranh không lành mạnh. Với công chúng, nghệ sĩ luôn cần tôn trọng, tận tâm cống hiến đúng mực, lịch sự, thân thiện, lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả để hoàn thiện bản thân. Trung thực, không lợi dụng sự nổi tiếng, danh nghĩa để trục lợi cá nhân. Trong hoạt động xã hội, nghệ sĩ phải có trách nhiệm tích cực, đóng góp cho cộng đồng, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng, có lối sống lành mạnh trong sáng, giữ gìn hình ảnh trước công chúng và xã hội, phát huy uy tín cá nhân để lan tỏa các giá trị nhân văn, những việc làm tốt đẹp, hình ảnh tốt đẹp, hành vi ứng xử văn hóa trong xã hội đến cộng đồng. Đặc biệt dự thảo bộ quy tắc nhấn mạnh nghệ sĩ không tham gia quảng cáo các sản phẩm không đúng hoặc gây hiểu lầm, đặc biệt dược kiểm chứng, không lôi kéo, xúi giục, công kích, tạo phe nhóm gây chia rẽ, mất đoàn kết, xâm phạm quyền lợi ích của các cơ quan tổ chức, cá nhân, gây ảnh hưởng đến an ninh, lợi ích quốc gia và lợi ích cộng đồng. Bộ đề nghị các nghệ sĩ, người hoạt động nghệ thuật nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác thực hiện đầy đủ theo bộ luật quy tắc ứng xử chung. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Bộ Quốc hội, trong thời gian vừa qua, chúng ta chứng kiến khá nhiều hành vi ứng xử lệch chuẩn, không phù hợp mà của các nghệ sĩ, đặc biệt là trên mạng xã hội. Vì vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa ra bộ quy tắc ứng xử cho các nghệ sĩ là rất cần thiết. Đặc biệt, trong giai đoạn đất nước đang chịu nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, rất cần những ứng xử có trách nhiệm của mỗi người. Trong đó, các nghệ sĩ đối với cộng đồng và xã hội, các nghệ sĩ là người của công chúng, nên những hành vi của họ trên mạng xã hội và cả đời thực có ảnh hưởng rất lớn đến suy nghĩ, lối sống của công chúng. Vì thế, xã hội trông chờ rất nhiều vào những hành vi đúng đắn, suy nghĩ cẩn trọng, chia sẻ có trách nhiệm của các nghệ sĩ trên mạng xã hội và ngoài đời thực. Và vừa rồi là một số thông tin Hoàng Duẩn vừa cập nhật gửi đến toàn thể quý vị. Kính chúc tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất Hoàng Duẩn cập nhật chia sẻ đến tất cả quý vị. Trân trọng, kính chào và hẹn gặp lại.